À, dạ em xin phép kính chào anh chị ạ. À. Em tên là Định ở Quang Tâm, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2020. Thì buổi tối hôm nay thì tụi em cũng tiếp tục giới thiệu đến con chị các mặt hàng của Lan Rừng Tài Nguyên Quang Tâm. Thì buổi tối hôm nay thì cũng có một số các mặt hàng để giới thiệu đến con chị. Thì bao gồm hôm nay bao gồm có các loại như là cái loại kiều cam này. Thì cái kiều cam tụi em thanh lý con chị. Nói chung là tình trạng thì cây vẫn còn tươi, không bị gãy dập. Tuy nhiên thì nhìn nó không được đẹp mắt thôi. Thì cái phần này tầm cỡ hơn 4 kg, tụi em thanh lý với giá là 400 nghìn thôi. Một cái mức giá này rất là thấp không chị, giá còn thấp hơn tụi em nhập đầu vào nữa. Tiếp theo cái vảy rồng 110.000 1 kg, hàng đã qua các tia sạch sẽ hết. Và các cái hàng kiều cam nó nhìn thấy nó đẹp mắt hơn thì tụi em chắc chắn là sẽ bán cái giá cao hơn người giá này. Thì các phần tụi em đã đánh số trên từng số con chị, sẽ nữa tụi em quay kỹ để con chị lựa chọn. Tiếp theo là các cái phần quế trắng tháng 8 ạ. Hôm nay thì cũng được một số ít thôi. Thì tụi em cũng đánh số và ghi cái giá trên từng từng số rồi, thì tụi em sẽ quay kỹ. Tiếp theo cái có hai cái phần quế, hai phần kiều tím của chị, kiều tím một phần nguyên một về kia 200 nghìn và phần về lẻ 50 nghìn thôi. Tiếp theo cái các phần giáng hương tam màu sắc ạ. Thì con chị liên hệ được hàng thì có thể gọi đến cho em đến cái đầu số là 0973 821 799, hoặc là có thể nhắn tin vào cái đầu số trên. Hoặc là cũng có thể nhắn tin qua Zalo, hoặc là gọi qua Zalo cũng được ạ. Thì đầu tiên tụi em giới thiệu con chị trước cái kiều cam thanh lý này. Nói chung cái kiều cam nhìn nó không có được đẹp mắt con chị, tuy nhiên thì hàng nó vẫn rất tốt và tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi. Nói chung là không không có bị gãy chập gì hết. Rỡ thì tụi em đã bấm gọn gàng như thế này hết rồi. Nói chung là cái hàng thì nhìn thì cũng cũng ok thôi con chị, cũng được thôi. Nói chung cũng không không quá xấu đâu. Gồm mà cũng tương đối đến nhiều thì tầm cỡ hơn hơn 4 kg chị. Đây tình trạng hàng như thế này, tình trạng cây thì rất là tươi ạ. Cây như thế này nói chung là nhìn nó không không có được đẹp mắt này. Tụi em mà thanh lý hơn 4 kg với giá là 400 nghìn ạ. Tình trạng cây như thế này thì con chị vườn rộng thì đặt những cái phần thế này thì sẽ về sẽ rất là lợi của chị, không bị gãy dập được ạ. Tụi em bao gãy dập luôn thì cái mức giá này tụi em nói chung cũng đã tính đến cái hỗ trợ cái cước phí vận chuyển cho của chị rồi ạ. Thì 400 nghìn chưa bao gồm cái phí ship. Tiếp theo là cái vảy rồng ạ. Vảy rồng thì tụi em cũng bán theo kg với giá là 110 nghìn 1 kg, 110 nghìn 1 kg vảy rồng ạ. Tiếp theo các phần kiều cam hàng đẹp ạ. Tụi em cũng quay kỹ của chị. Thì hôm nay thì tụi em chia các cái phần là lớn xuống anh chị. Của chị về trồng một chậu thì nó sẽ xum xuê hơn rất là nhiều. Số 1 170.000. Thì cái phần này thì theo em nghĩ đây sẽ rất đẹp và khỏe anh chị. Cái thân tơ thì gồm cả nó một một dây này. Một dây này, thân tơ thì hầu như là cái dây nào của thân tơ cũng mập phát anh chị. Một dây này. Tức là dây số 2 này, đặc biệt là dây này. Cái thân tơ thì quá đã luôn. Thằng vuông tuy nhiên vuông không chắc cạnh của chị. Giờ số 2 đây đẹp. Giờ số 3 này, giờ số 3 cũng tương đối đẹp. Tiếp theo giờ số 4 này, giờ số 4 và giờ số 5 này. Phần này gồm 5 giờ thế này, con chị về trong một chậu thì rất đẹp, 170.000 ạ. Giá tụi em báo chưa bao gồm cái phí vận chuyển ạ. Ví dụ như một phần thế này thì vận chuyển tầm cả 30 đến 38.000 thôi con chị. Tiếp theo là cái kiều cam phần số 2 này, phần này cũng rất đẹp, 190.000. Tụi em chia các phần lớn, tuy nhiên thì số lượng là nhiều của anh chị. Kích cỡ đây, kích cỡ như thế này là con chị trồng sẽ rất đẹp này. Gồm cả này, một về này, tiếp theo giờ số 2 đây, số 3 này, số 4 này, giờ số 5 này, số 5 này, số 6 này, số 7 này, số 8 này, số 9, 10 này, 11 này, 10, 12 này. Một phần 12 giờ thế này với giá là 190.000. Thì tụi em cũng xin phép chia sẻ một cái ý nhau của chị. Nói chung cái ý này thì cũng có gì phản hồi lại thôi. Nếu mà còn chơi sưu tầm ạ thì có thể trồng những cái giờ nhỏ lẻ thế này được. Tuy nhiên con chị chơi mà đã đẹp luôn á thì theo em thiết nghĩ thì trồng nên trồng một chậu to luôn, nhìn thấy nó sẽ thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Nó xum xuê và nó ví dụ như ra hoa thì nó ra hoa sẽ nó sẽ đẹp hơn. Thì phần số số 2 này với giá là 190.000.
hàng đẹp là nhiều. Số 2 190.000, tức là cái kiểu cam phần số 3, phần này là 160.000, cũng một phần cũng tương đối nhiều của anh chị, và đẹp nữa. Gồm cái này, 1 dây này, thân thì tương đối nó mập mạp của chị, 1 này. Thế thì số 2 đây, số 3 này, số 4 này, số 5 này, số 6 này, số 7 này, số 8 này, số 9 này. Phần này 9 giờ này, với giá là 160.000 kích cỡ này. Kích cỡ tầm này. Tuy nhiên phần này cũng tương đối đẹp. 160.000 phần số 3. Tức là cái kiểu cam phần số 4. Phần này là với giá là 110.000. 110.000 phần này. Gồm có là 1 này, 2 này, 3, 4, tầm khoảng 5 giờ. 5 giờ. Tình trạng này xanh mướt con chị. Với giá là 110.000 số 4. Tức là cái kiểu cam phần số 5. Với giá là 150.000. Phần này thì cũng tương đối rất nhiều và đẹp nữa. 150.000 phần này. Một chậu tương đối nó xâm xê luôn. Gồm có 1 dề, 2 dề, 3 dề này, 4 dề, 5 này, 6 dề. 6 dề thế này với giá là 150.000. Phần số 5 ạ. Thế thì cái kiểu cam phần số 6 này, phần này là 120.000. Số 6 120.000 ạ. Gồm có 1, 2 dề đây, 3 dề này, 4 dề, 5 này, 6 dề, 7 này, 8 dề, 9, 10 dề. 10 dề kích cỡ thế này các anh chị. Với giá là 120.000 số 6 ạ. Tức là cái kiểu cam phần số 7. Phần này với giá là 100.000. Số 7 đây. Số 7 đây 100.000. Một khoảng thế này cũng tương đối nó xâm xòe các anh chị. 1 này. Tiếp theo là giờ số 2, số 3, này, 4, 5, 6, 7 giờ. 7 giờ kích cỡ thì tụi em sẽ, các phần tụi em sẽ lựa kích cỡ nó sẽ đồng, các cái giờ sẽ đồng đều này. Nên nó không có quá chênh lệch nhiều đâu ạ. Đầu con chị về trong nó sẽ đẹp hơn. Số 7, 100.000. Tức là cái kiểu cam phần số 8. Số 8 này, với giá 90.000. 90.000, đầu con chị số 8 này. Gồm quá nó, 1 giờ đây. Bây giờ số 2 này, giờ số 3 này, giờ số 4 này, giờ số 5 này. Một phần 5 giờ thế này, với giá là 90.000, là con gì siêu tầm ạ. Tiếp theo cái phần quế trắng tháng 8 ạ. Thì cái dòng quế này thì thật ra nhà em bán rất là nhiều con chị. Nói chung là chính xác hết con chị, nó không nhầm lẫn đâu. Nói chung tụi em phân biệt được quế và tam sắc. Thì bởi vì nhà em đi về đồng thời hai loại này là thường xuyên con chị. Quế thì cái dòng này thì tương đối dở trồng và ho nó thơm cực kỳ, nó vào đúng vào cái dịp tháng 8 nữa. Số 1 này với giá là 90.000. Gồm có 3 cây như thế này các anh chị, 3 cây quế xếp. Một cây này. Tiếp theo là cây số 2 đây. Cây số 2. Cây số 3 này. Thì 3 cây nó sẽ đồng đều như nhau hết rồi. Với giá là 90.000. 90.000 các anh chị về trồng một chậu thì nó cũng tương đối nó đẹp các anh chị. 3 cây này. 90.000. Tức là cây quế tháng 8 phần số 2 này, 140.000, gồm có 1 cây ạ. Tiếp theo cây số 2 đây, cây số 3 này, cây số 4 này, cây số 5 này, phần 5 cây quế xếp thế này, cục tư nó đẹp, có giá 140.000 thôi, con chị sưu tập. Tức là cái quế tháng 8 phần số 3, một là 80.000. Gồm có 2 cây lớn của chị, kích cỡ nó sẽ lớn hơn những cây này. Gồm có 1 cây ạ. Thế là cây số 2 đây. Như thế này người ta vẫn gọi là quế xếp của chị. Dòng này lá nó tốt hơn xíu thôi. Vẫn lá xếp, vẫn lá dày ạ. 2 cây này với giá 80.000. Thế là cái quế tháng 8 phần số 4. Đây, phần số 4 với giá là 140.000. Cũng những cây quế xếp rất là đẹp. 1 cây này. Thế là cây số 2 đây. Cây số 3 ạ. Thế là cây số 4 ạ. Cây số 5 và 5 cây này với giá là 140.000. Phần 8 phần số 4 ạ. Thế là cuối tháng 8 phần số 5. Phần số 5 này. Với giá là 150.000. Gồm cả này. Một cây này cực kỳ đẹp luôn. Bằng lá to và nó dày ạ. Và xếp. Rục rịch luôn ạ. Thế là cây số 2 là cây mẹ bông con ạ. Một cây mẹ này. Và một cây con này. Các mẹ các con đều có khả năng cho ho hết rồi. Thì phần này với giá là 150.000 số 5.
Thế ta ghi cuối tháng 8 phần số 6. À, phần này 130.000 thôi, cô chị sưu tầm. À, nguyên một dề. À, gồm có 4 ngọn. À, một ngọn này, 2 này, 3 4. À, 4 ngọn thế này. À, 130.000 cô chị sưu tầm. À, tiếp theo là cuối tháng 8 phần số số 6 này, phần này 140.000, à, gồm có 5 ngọn đẹp. À, một ngọn này. Thế ta ngọn số 2 đây. À, ngọn số 3 này. À, ngọn số 4 này. À, và ngọn số 5 này. À, 5 ngọn thế này. Với giá là 140.000 con cho chị tâm ạ. Thế là cái cuối tháng 8 phần số 6 này, 60.000 thôi. Gồm có 5 ngọn, 1 này, 2 này, 3 này, 3 này, 4 này, và 5 ngọn thế này. Với giá là 60.000 thôi. À, tiếp theo là kiều tím của chị. À, kiều tím số 1 này. À, với giá là 200.000. À, nguyên dây này đẹp của chị. À, nguyên dây này, có thơ trong dây này, có thơ trong cũng đứng vẫn được. À, đồng chảo vẫn được, về xâm xuê luôn ạ. À, nguyên dây này, à, với giá là 200.000, à, kiểu tím số 1 ạ, kích cỡ. À, tiếp theo cái kiểu tím phần số 2, à, phần này 50.000 thôi, à, phần số 2 này 50.000. À, cái dây này gồm có 2 thân tơ của chị, à, một thân tơ này, và thân tơ số 2 đây, à, thân tơ số 2 này, à, dây này 2 thân tơ này, à, với giá là 50.000, à, cô chị sưu tầm. Yeah, số 2 phần kiểu tím. Tiếp theo kia các cái phần giang hương. Giang hương tạo màu sắc hoa vàng ở trên vùng tụi em ạ. Phần số 1 6 ngọn này 70.000. 6 ngọn như thế này 70.000. Dòng này hoa nó cũng tương đối thơm luôn chị. Nó thơm và nó bần hoa và rất là dễ trồng. Một ngọn này, 2 này. Tiếp theo là ngọn số 3 đây. Ngọn số 4. Ngọn số 5. Ngọn số 5 này là ngọn lá nhanh của chị. Sưu tầm những cái dòng này tương đối nó hay này. 5 ngọn. À, 6 ngọn này, à, một phần 6 ngọn thì nó đồng đều như nhau, à, với giá 70.000 thôi. Tiếp theo cái giáng hương phần số 2, à, phần này với giá là 90.000, 7 ngọn, à, phần này 1 ngọn, 2 này, tức là ngọn số 3 đây, ngọn số 4, ngọn số 5, ngọn số 6, ngọn số 7, thì 7 ngọn, cái ngọn này đẹp, 7 ngọn thế này. À, với giá là 90.000. À, phần này thì em giảm xuống lại còn 80.000 thôi. Số 2 giáng hương 80.000 ạ. À, tiếp theo là cái giáng hương phần số 3, phần này 90.000. À, 90.000 gồm có 1 ngọn ạ. À, 2 này, phần này đẹp. À, 3 này. À, tiếp theo là 4 ngọn này. À, 4 ngọn là xếp, 5 ngọn là xếp. À, 6 ngọn là xếp. À, 7 ngọn này. À, 8 ngọn. À, và 9 ngọn. À, 9 ngọn thế này, à, với giá là 90.000, à, số 3. À, tiếp theo cái giáng hương phần số 4, ạ. À, với giá là 70.000, 14 ngọn. 14 ngọn là xếp thế này con chị, 1 ngọn này, 2 này, à, tiếp theo là 3 này, 4, 5 này, 6, 7 này, 8, 9, tức là 10 này, 11 ngọn này, 12 này. À, 13 14 ngọn vậy đó. 13 14 ngọn vậy, với giá là 70.000. À, số 4 ạ. Tiếp cái giáng hương phần số 5. À, số 5 là 40.000. Thì phần này hàng giống anh chị. À, một ngọn này, à, em đi từng ngọn. 2 này, 3 này, 4 ngọn này, tiếp theo 5 này. 5 ngọn này, 6 này. 7 này, 8, 9, 10, 11, 12 này, 13 này. 14, 15, 16, 17, 18 ngọn như đó. À, với giá là 40.000 cô chị sưu tâm. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các mặt hàng để giới thiệu đến cô anh chị. Rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của anh chị ạ. À, em cảm ơn cô anh chị rất nhiều ạ.